Bước 1, bạn hãy truy cập website trường học và lựa chọn thanh toán học phí trực tuyến để bắt đầu giao dịch. Bước 2, đăng nhập bằng mã sinh viên và mật khẩu được cấp để truy cập website quản lý đào tạo. Bước 3, chọn thông tin năm học và học kỳ, sau đó nhấn nút thanh toán. Bước 4, chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn. Bước 5, chọn ngân hàng phát hành thẻ của bạn và nhập các thông tin thẻ như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành, hiệu lực của thẻ. Bước 6, nhập mã OTP được gửi qua số điện thoại bạn đã đăng ký với ngân hàng và bấm nút thanh toán để tiến hành thanh toán học phí. Bước 7, bạn sẽ nhận được thông báo thanh toán thành công sau khi giao dịch kết thúc. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt. Thanh toán học phí trực tuyến, giải pháp tài chính dành cho trường học từ Vietinbank.